Hello, everybody. Welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến một con game Tam Quốc hả? Em cũng chả biết con này là thể loại gì luôn anh em. Nhìn nó hài bẩn bựa lắm. Đấy, nhìn mấy con tướng kìa. Đó, mặt mày nhìn nó sao đâu á. Đó, nhìn con ngựa nhìn nó cũng kiểu như mày đánh lẹ đi tao về. Má nhìn mặt ê quá, quạo quá, giống vậy đó. Rồi cái nút lót nó, cái nút mà lo đồ á, nó chạy nhìn giống y như mấy hàng bệnh vậy á, mấy hàng mà nghiện xì ke vậy á. Kỳ lắm kìa, con này nó kỳ lắm. Đục, con 3 sao luôn hả? 2, 4, 5, 120 mấy ngàn kim cương hả? Kỳ lắm anh em. Đây đâu được một con 4, một con 3 hả? À, đó, nhìn đó, nhìn Quang Vũ rồi, nhìn mặt nó cũng hài lắm anh em. Vãi cả lòng, đem theo con bulldog nữa nè. Vãi. Bích gì? Bích bull. Vãi. À, đi đánh trận đem theo con bích bull. Ôi rồi ôi à. À, chỉ có thể là cái game này thôi, hài thật chứ. À, bây giờ vô nâng tướng, cái bảng này mới chắc là không nè đó, đó. Trời ơi à. Má xung trận mà còn hơn là nó để cái lá cờ mà gọi là đầu hàng nữa. Nè con Big Bull nè. Rồi tới đây làm gì nữa? Hết hướng dẫn rồi hả? Hết rồi nè. Chị, ta chưa lên được level 1 luôn mấy ông nội ơi. Ta chưa lên được level 1 luôn á. Oh man. Có cái game gì lâu lên dữ vậy trời. Oh oh. Trời ơi, ta không tin được luôn cái game nó. Ok. Ở đây nó mở hết rồi, đi một vòng rồi. Cái này chúng ta thấy có GME shop nè hả? Đây là cái GME shop không đồng. Ok. Không biết là chúng ta được phi GME mấy hay là VIP mấy nữa đây. Bản này nó cũng khá là mới mẻ hả? Đây GME1 nạp 30 tệ. Ok. Mà có bản này không biết là nó có phi vé tệ hay không nữa. Gì đây? Quả nạp VIP đây có hư nè. 15.000 hả? Ô, tướng này anh em phi được một con tướng 5 sao. Hai con tướng 5 sao. À, quà quá trời luôn. À, quà VIP mấy chú ơi. Ok, nhận một lần luôn hả? Trời ơi, quà VIP. Đây, trang bị 150 mảnh tướng 5 sao. Rồi. Không rồi thì xóa chứ để làm gì bạn. Em nhìn nó hài không, bẩn bựa kìa. Trời ơi, coi nè, trời ơi. Dễ thương. Này là quà level chắc luôn, lên level 5 nhận tướng nè. Con này con gì vậy? Không biết. Nó quà lực chiến. Ừ, đây, nè, nhận được một con tướng nè, đó. Rồi, cái này trong này có gì đây? Này chắc quà nạp rồi. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Ủa dưới này lại có GM nữa nè. Đồ, có tệ, có tệ. Wow, à. Đăng nhập mỗi ngày nhận tệ anh em. Ok, mỗi ngày được 50 vé tệ. Chắc tệ đó là tệ GM rồi. Được tệ GM nữa thì hôm luôn ha. Có bộ có chuyển vọng à. Còn cái này là chắc vé quay tướng. 100 vé quay tướng một ngày. Lắc xúc sắc được cái gì đây? Không biết là lắc xúc sắc được cái gì nữa. Lắc chưa? À lắc được mấy cái điểm mấy con này đó hả? Ok thôi bỏ tại.
cái này cái gì đây? À, quà 7 ngày, quà 7 ngày, ok. Quà 7 ngày nó cũng tạo sự bất ngờ nữa anh em. Đồ, con tướng 6 sao luôn. Wow, cái này nhìn cái này là chắc lữ bố rồi. 8 ngày nhận lữ bố hả? Ok. Được đấy, được đấy. Rồi chắc nãy giờ quay cũng hết rồi. Bây giờ gì vậy? Đây, tướng. Bên nào ta? Má, mất cái ngồi cừ không á. Không biết bên nào là bán, bên nào là ghép nữa. Quên coi, quên dịch. Ôi rồi. Ok, thì ra bên đó là ghép. Rồi, ghép nè hả? Ghép 4 cái luôn. Đây, chúng ta sẽ có 4 con tướng, 5 con tướng. Ở đây chỉ có vé tệ. À, 50 tệ gm anh em. Wow. Vậy tính ra là 1 tháng 30 ngày là được 10 ngày là được 500. Vậy là được 1.500 tệ. Ở đâu? Ở đâu? Ở đây phi tướng nữa nè. Ngon ngang. Chơi. Vé đổi mảnh tướng nữa hả? Đù. Ngon. Full bộ trang bị đỏ luôn. Nữa hả? Trang bị tiếp. Lẹ nào. Đang nôn. Đây, tướng. Tướng tiếp. Rồi, giờ bỏ tướng vô đội hình ha. Từ từ đi, để ra coi. Đây, comment shop. Chúng ta nạp được 50 tệ nè ha. Đó, lên G12 luôn. Đồ. Wow. Rồi, ngày thứ 2 thì chúng ta sẽ được G13. Và cái này là nó thay cho Kim Nguyên Bảo trong này, game này nè ha. Wow. Oh man. 2.000. Ngày thứ 2 thì chúng ta mở được G13 là được 100.000 ngọc một ngày. Wow. Đồ, 1 triệu ngọc một ngày luôn. Wow, 500 vậy cái này 10 ngày rồi anh em. Oh man, 20 ngày là được mua được tướng 6 sao hả? Oh. Đổi được tướng 6 sao hay trang bị 6 sao gì nè? Và 1 triệu mốt. Wow. Được đấy. Rồi vé quay VIP một ngày chúng ta được 10 vé nữa, gọi là 100 vé nữa. Oh man, bản này ngon nè. Cái này mà có việc hóa là hôm nha. Đủ được 2 con 5 sao luôn. Cái này chơi theo kiểu giống Elora đó anh em. Đó. Tới luôn. Nhưng mà nó không có, nó ra được tướng VIP, nó không có nhảy ra hả? Nó không có hiện hình con tướng VIP nó ra cho chúng ta coi. Con 5 sao không? Đó, được một con 5 sao nữa nè. Này chắc nghĩ là Tào Tháo rồi. Đây, 5 sao nữa nè. Nhưng mặt buồn dữ ta. Ok rồi, một ngày được 100 vé quay nha. Cái gì đây? À, được một con tướng. Quà này quà gì đây? Ủa quà gì vậy? Quà gì mà có vé quay đây nữa vậy ta? Được thêm 30 vé quay giờ đã năng tướng cái kiểu. À, tướng VIP hồi nãy giờ chúng ta có bên này có được một con à. Này tướng ma nè hả? Đây chúng ta. Này heo cũng không biết là những con này là tên gì nữa. Cái này là chắc là Triệu Vân rồi. Là ai đây? Không biết luôn. Nhìn nó sao á anh em. Này chắc Tào Nhân nè hả? Đứng cái hới như vậy thì chắc là Tào Nhân rồi. Còn cái này không biết. À, nhìn nó sao á. Này là không biết luôn nè. Tướng gì đâu á trời. Nhìn không có nhận ra được con nào là con nào luôn anh em.
phải. Đù, hành đào ngon nè. Cái này thì chắc mấy ông vào chơi, mấy ông tìm hiểu thêm rồi, chứ heo thì nhìn thấy nó cũng gọi là hơi ngô nghê và ngốc nghếch ha. Bỏ đại mấy con này vô đánh đi, giờ chứ biết con nào với con nào bây giờ. Đó, đánh ta có thể bỏ qua được trận đánh nữa hả? Ok, vậy thì ngon rồi. Trời ơi, nó chỉ cần có lúc mà vô game thôi. À, nhân 2 được nè anh em. Nhìn thấy cũng lạ con mắt ha. Bà Phi Phun GM là thấy hôm rồi hả? Được đấy, được đấy. Khoảng chừng chơi khoảng chừng 20 ngày là chúng ta full GM 6 rồi hả? Và 10 ngày là chúng ta sẽ được GM 5, mỗi ngày được 1.1 triệu kim cương rồi. Đó, thơm. Rồi, link thì heo sẽ để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về. À, hình như chúng ta chưa, ta quên mất một thứ. Đó là code. Code nằm đâu? Chết mà, thoát ra rồi. Tự nhiên code nằm đâu? Game này code nằm đâu anh em? Game mới ra, mới có 7-8 server rồi hả? Đi kiếm chỗ nhập code cái đã, hồi nãy quên là đi kiếm chỗ nhập code nữa. Chúng ta có tổng cộng là 5 cái code. Mình chúng ta vẫn chưa biết cái chỗ nào để nhập code. Đồ online mỗi ngày nhận quà nữa nè hả? À, cái con này nó cà lĩa, nhìn nó quạo gì đâu. Code bây giờ nhập ở đâu? À đây, hy vọng là code. Đó, có vô hư thấy ha, thấy có trong hư rồi. Ok, có 5 code rồi nha anh em, hy vọng thì mà giờ nó cũng còn gì nữa đâu. Vé bay tướng thì chúng ta cũng có, VIP thì bây giờ chúng ta cũng mát. Bây giờ chỉ có GM shop thì cũng mát luôn. Đồ tướng nè. Wow, nó phi tướng anh em. Đồ phi 1000 vé quay luôn. Wow. Ok man. Phi tướng và 1200 vé quay, 100.000 ngọc nữa. Đồ ngon. Chơi. Quy vậy rồi soi xong rồi còn nói gì nữa. Rồi đâu rồi nè, vô đây rồi tha hồ mà quay chứ còn cái gì nữa. Chúng ta có 1200 vé thì quay tới xứ mô. Oh man. Trời ơi, ngon lành. Lại liền hả? Được. Được ha. Chúng ta sẽ đặt con này là Tiếu Ngạo Ba Quy ha. À, là cái gì ta? À, là cái tên nào đó cho nó hài chút coi. Để chút suy nghĩ coi. Đó, được ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Link heo sẽ để dưới phần mô tả. Quy 1200 vé quay tướng, 100 vé quay một ngày, 50 tệ GM một ngày, full GM 6. Đó. Mát GM 5 là 10 ngày là chúng ta sẽ được GM 5 một ngày được 1.100.000 ngọc ha. Ok, rồi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Con này thơm đấy.